Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Thưa quý vị, liên quan đến cuộc tập kích ồ ạt của Nga gần đây trên lãnh thổ Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow buộc tiến hành cuộc tấn công gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng năng lượng của Ukraine để đáp trả cuộc tấn công của Kiev và mục tiêu năng lượng của Nga. Tổng thống Nga Putin nói các cuộc tập kích gần đây vào hạ tầng năng lượng Ukraine là một phần trong kế hoạch phi quân sự hóa của Moscow và cho rằng có thể gây hậu quả cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine bằng cách này. Ông Putin nói thêm rằng các cuộc tập kích cũng nhằm đáp trả nỗ lực tấn công của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga như nhà máy lọc dầu, khi xung đột đã bước sang năm thứ ba. Ông Putin nhấn mạnh, chúng tôi gần đây chứng kiến loạt cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của mình và buộc phải đáp trả. Lãnh đạo Nga cho biết lực lượng nước này đã kiềm chế các cuộc tập kích như vậy vào Ukraine trong mùa đông năm ngoái vì lý do nhân đạo. Trong cuộc tập kích gần đây, theo giới chức Ukraine, Nga đã sử dụng hơn 80 tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào hạ tầng năng lượng, nhiên liệu của Ukraine ở 5 tỉnh, gồm Kiev, Odessa, Lviv, Zaporizhia, Kharkov. Vụ tấn công đã phá hủy hoàn toàn nhà máy nhiệt điện lớn nhất ở khu vực Kiev, làm hư hại cơ sở hạ tầng điện ở các vùng khác. Điều này gây thêm sức ép lên hệ thống điện vốn căng thẳng của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngay sau đó viết trên Telegram lên án các cuộc tấn công từ phía Nga. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng lặp lại lời kêu gọi viện trợ thêm các hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Ông Kuleba nói, chỉ có một yêu cầu duy nhất là hãy cho chúng tôi hệ thống Patriot. Nếu có Patriot, chúng tôi đã không chịu thiệt hại nặng nề trong vụ tấn công vừa qua. Theo các quan chức Ukraine, các cuộc tấn công năm nay của Nga gây thiệt hại cho Ukraine nghiêm trọng hơn so với mùa đông năm 2022-2023. Các quan chức này cho rằng mục đích tập kích đường không của Nga là gây thiệt hại vĩnh viễn, không thể khắc phục. Nga đã tấn công 7 nhà máy nhiệt điện trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 3. Tất cả đều ở các khu vực bên ngoài thủ đô Kiev, nơi có hệ thống phòng không tốt nhất cả nước. Tên lửa của Nga cũng tấn công 2 nhà máy thủy điện. Ukraine không cung cấp thông tin chi tiết về mức độ thiệt hại tại từng nhà máy điện, nhưng các quan chức cho biết một số nhà máy gần như bị phá hủy hoàn toàn. Trong khi đó, các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine trong mùa đông năm 2022-2023 khiến hàng triệu người dân nước láng giềng sống trong cảnh thiếu điện và hệ thống sưởi ấm trong thời gian dài. Mùa đông năm ngoái, lưới điện của Ukraine ít bị ảnh hưởng hơn, cho tới khi Nga phát động làn sóng tấn công hạ tầng năng lượng mới từ đầu tháng 3 năm nay. Lực lượng không quân Ukraine sáng hôm 11 tháng 4 phát thông báo cho biết 4 máy bay chiến đấu MiG-31K của Nga đã cất cánh từ sân bay Savasleika ở tỉnh Nizhny Novgorod mang theo tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinza. Báo cáo cho biết, vào lúc 5 giờ 56 phút, 4 chiếc máy bay này đã cất cánh. Đến 6 giờ 49 phút, cảnh báo không kích được đưa ra trên tất cả các vùng lãnh thổ Ukraine. Được biết trước đó, không quân Ukraine thông báo vào khoảng 3 giờ, 7 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS cũng được ghi nhận cất cánh từ sân bay Olenia ở vùng Murmansk của Nga. Cùng ngày, Trung tướng Mykola Omichuk, tư lệnh không quân Ukraine viết trên Telegram, Nga đã tiến hành cuộc tấn công kết hợp, sử dụng nhiều loại tên lửa và máy bay không người lái vào đêm hôm 10 tháng 4 và rạng sáng hôm 11 tháng 4. Hướng tấn công chính là Lvov. Tổng cộng, Nga đã triển khai 82 tên lửa và máy bay không người lái. Ông Mykola Omichuk lưu ý rằng, nhờ có sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu, lực lượng tên lửa phòng không, các nhóm hỏa lực cơ động và các đơn vị tác chiến điện tử, lực lượng vũ trang Ukraine đã đánh chặn 57 trên tổng số 82 mục tiêu do Nga phóng đi. Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga vừa qua tuyên bố quân đội nước này đã tiến hành cuộc tấn công ban đêm vào các cơ sở nhiên liệu và năng lượng của Ukraine để đáp trả những nỗ lực của Kiev nhằm phá hoại các cơ sở công nghiệp dầu khí của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng hệ thống hậu cần của quân đội Ukraine đã bị suy giảm sau các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở năng lượng và nhiên liệu của Ukraine. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Nga đã giành được lợi thế và gây thương vong cho 2 lữ đoàn quân đội Ukraine ở khu vực Kupiansk thuộc tỉnh Kharkov ở đông bắc Ukraine chỉ trong vòng 24 giờ. Ngoài ra, quân đội Nga cũng đã cải thiện vị thế chiến thuật và đẩy lùi 8 cuộc phản công của quân đội Ukraine tại khu vực thành phố Avdiivka thuộc tỉnh Donetsk, theo Bộ Quốc phòng Nga. Bên cạnh đó, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB nói rằng lực lượng thuyền đặc nhiệm SBS thuộc Hải quân Hoàng gia Anh đang hoạt động ở Ukraine và hỗ trợ các lực lượng Ukraine thực hiện những hoạt động chống lại lực lượng Nga. FSB tuyên bố họ đã phá vỡ kế hoạch của lực lượng đặc nhiệm Anh nhằm đưa binh sĩ phá hoại của Ukraine xuống Tendrivska Spit, một bãi cát ở Biển Đen. FSB còn tuyên bố họ đã bắt được một binh sĩ của lực lượng đặc nhiệm Hải quân Ukraine và nêu tên cũng như ngày sinh của người này. FSB còn nói rằng đơn vị lực lượng đặc nhiệm Ukraine được giám sát bởi một đơn vị của SBS, cho thấy sự liên quan trực tiếp của Anh trong cuộc xung đột. Quân đội Nga thời gian qua đã kiểm soát thành phố Avdiivka, đô thị chiến lược ở tỉnh miền đông Donetsk, sau đó tiếp tục tiến công về hướng Tây và đã kiểm soát thêm một số ngôi làng. Lực lượng của Moscow đang tăng cường sức ép lên Chasiv-Yar, thành trì quan trọng của Kiev ở phía tây Bakhmut. Kiểm soát được Chasiv-Yar sẽ giúp lực lượng Nga có thể tấn công trực tiếp Kramatorsk, trung tâm đường sắt và hậu cần quan trọng của Ukraine, đồng thời là đô thị lớn cuối cùng mà Kiev còn kiểm soát ở vùng Donbass. Nếu Ukraine để mất Chasiv-Yar, họ sẽ không có nhiều cơ hội để khắc phục tình hình khi Nga từ đây có thể rộng đường để tiến sâu hơn về phía Tây. Vì vậy, Ukraine đang tạo ra một cái bẫy xe tăng với Nga tại một giao lộ quan trọng bên ngoài Chasiv-Yar. Cái bẫy tạo thành một nút cổ trai đối với lực lượng Nga đang triển khai từ căn cứ tiền phương của họ ở Ivan-Ivsky. Nút thắt đó là một cây cầu nhỏ trên đường T0504 nối về phía Tây ra khỏi Ivan-Ivsky và xuyên qua một khu rừng vào các quận phía nam của Chasiv-Yar. Nếu quân đội Nga có thể vượt qua được cây cầu, họ có thể đi xuyên rừng về phía Chasiv-Yar, tạo ra cho Moscow một lớp ngụy trang hiệu quả trước UAV và pháo binh Ukraine. Vì vậy, Ukraine đang nỗ lực tập trung đủ hỏa lực vào cây cầu để có thể chặn được các cuộc tấn công của Nga vào miền nam Chasiv-Yar trước khi đoàn xe của Moscow xông được vào trong rừng. Bên cạnh đó, việc Nga tăng cường không kích vào các thành phố lớn nhất của Ukraine đã buộc lực lượng không quân nước này phải tập trung các tổ hợp phòng không tốt nhất. Vừa qua, Cơ quan An ninh Ukraine SBU đã sử dụng thành công loại máy bay không người lái cảm tử mới được trang bị tính năng tự động theo dõi mục tiêu để tấn công hệ thống phòng không của Nga. Cơ quan An ninh Ukraine cho biết chỉ trong một tuần, SBU đã phá hủy một loạt hệ thống phòng không của Nga ở mặt trận, trong đó bao gồm hai hệ thống phòng không BUK đã được sửa đổi cùng một trạm radar, hai hệ thống phòng không Tomer-2, một hệ thống phòng không Stellar-10 và một hệ thống phòng không Tuguska. Đoạn video do SBU công bố cho thấy, bất chấp các nỗ lực từ hệ thống phòng không Nga, các máy bay không người lái Ukraine có thể tự động tiếp cận và tấn công mục tiêu, tiêu diệt hiệu quả các hệ thống tên lửa phòng không. Những máy bay không người lái UAV này được trang bị công nghệ tiên tiến, có khả năng tàng hình trước các hệ thống tác chiến điện tử, cho phép tấn công mục tiêu một cách tự động. Theo giới quan sát, loại máy bay không người lái này rất có thể là RAM-X, một phiên bản nâng cấp của UAV RAM-2 do Ukraine sản xuất. Tuy nhiên, thông số kỹ thuật của RAM-X vẫn chưa được tiết lộ. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng RAM-X có nhiều điểm tương đồng với Hero 400 do Israel sản xuất và UAV tự sát Lancet của Nga. Bộ trưởng Bộ chuyển đổi kỹ thuật số Mikhailo Fedorov từng tuyên bố hai loại UAV tương đương Lancet của Ukraine đã vượt qua được các cuộc thử nghiệm sơ bộ và sẽ sớm được triển khai trong điều kiện chiến đấu. Ông tuyên bố rằng máy bay không người lái có chức năng khóa, cho phép chúng nhắm mục tiêu trong giai đoạn bay cuối mà không cần liên lạc trực tiếp với người điều khiển. Điều này không loại trừ khả năng RAM-X có thể là một trong hai loại UAV nói trên. Theo hãng tin RT của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ triển khai các hệ thống phòng không S-400 mà nước này mua từ Nga tới khu vực biên giới với Iraq vào cuối tháng này. Chính phủ Iraq cũng đã tạo điều kiện cho Thổ Nhĩ Kỳ triển khai hoạt động này. Việc triển khai S-400 là một phần trong nỗ lực phòng thủ dự kiến sẽ được đẩy nhanh sau kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr của Hồi giáo. Các hệ thống phòng không sẽ bảo vệ lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ khỏi máy bay không người lái cảm tử mới nhất của Đảng Công nhân Người Quốc, PKK. Trong khi đó, theo nhật báo Turkey Gazetesi, PKK cũng được cho là đã mua tên lửa và máy bay không người lái từ Pháp, Ấn Độ, Iran và một số quốc gia Đông Âu. Ankara cũng từng nhiều lần cân nhắc phát động một cuộc tấn công quy mô lớn chống lại PKK ở miền Bắc Iraq trong những tháng qua. Vào giữa tháng 3, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết chúng tôi sẽ giải quyết các vấn đề ở biên giới với Iraq vào mùa hè này. Vào thời điểm đó, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ còn nói về việc thiết lập hành lang an ninh dài 30 đến 40 km dọc biên giới nước này với Iraq và Syria. Việc Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, mua lại hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga vào năm 2019 đã làm mối quan hệ giữa Ankara và Washington trở nên căng thẳng. Thỏa thuận này dẫn đến các biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vào năm tới và Ankara bị loại khỏi chương trình máy bay chiến đấu F-35 của Washington. Hồi tháng 1, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị khi đó là bà Victoria Nuland cũng đã cáo buộc Ankara đe dọa an ninh NATO bằng việc mua hệ thống phòng không của Nga. Được biết, hệ thống S-300 của Nga có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên tới 600 km, hủy diệt các mục tiêu di chuyển với tốc độ nhanh hơn nhiều lần so với vận tốc âm thanh. Hệ thống này cũng có thể phát hiện và loại bỏ mục tiêu bay cách mặt đất chỉ 100 m. Một ưu điểm khác của hệ thống này là khả năng hoạt động cả ngày lẫn đêm trong mọi điều kiện thời tiết và khí hậu. Trong các điều kiện, hệ thống S-400 đều có thể hoàn toàn tự động phát hiện, theo dõi và đánh chặn các mục tiêu.